Chào tất cả mọi người đã đến với clip tiếp theo của MDQ TV của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại sân vận động Quy Nhơn để tiếp tục gửi đến cho tất cả mọi người về cập nhật tiến độ quá trình nâng cấp của sân vận động Quy Nhơn trong ngày 27 tháng 12 nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu clip ngay sau đây nào. Đây cho tất cả mọi người coi nè. Thì người ta cũng đã trải đường đá quanh khắp mặt sân rồi nha mọi người. Và cát thì người ta cũng đã đắp được khoảng tầm một nửa rồi nha mọi người. Được một nửa xong rồi. Còn bên đây khu vực khán đài người ta cũng đã làm lại rồi nha mọi người. Đó. Và bên khu vực bên đây là khu vực cabin trực tiếp tác nghiệp trong đây nữa nha mọi người. Đã được dẫn rồi nha mọi người. Đó. Rất là nhiều luôn nè mọi người. Thì trong những ngày gần đây thì ở Quy Nhơn thì trời cũng cũng tạnh ráo và có lúc có mưa nhỏ. Cho nên hôm nay thì trời đã có nắng rồi, cho nên quá trình nâng cấp sân người ta cũng đang diễn ra hết sức nhanh. Họ làm việc cả ngày lẫn đêm luôn nha mọi người. Đấy. Cả ngày lẫn đêm để cho kịp tiến độ quá trình nâng cấp sân. Bên đây là các công nhân nữ đang cào cát. Mình sẽ xuống cho mọi người coi. Đây cho mọi người coi nè. Đây. Người ta cũng đã trang dây rồi nha mọi người. Đó. Rất nhiều máy xúc trên đây nè nha mọi người. Còn bên đây là người ta đang làm một cái ống công thoát nước mới nha mọi người. Đây, cho mọi người coi nè. Rất nhiều đống vương vãi trên đây nha mọi người. Đây là hệ thống ống thoát nước mới. Đây. Đó. Bây giờ thì mình sẽ quay sang chuyển sang phòng chức năng cho mọi người coi nha mọi người. Bây giờ chúng tôi sẽ vào trong khu vực phòng thay đồ để xem là có người ta đã làm được gì chưa nha mọi người. Bây giờ chúng tôi sẽ vào trong khu vực phòng thay đồ. Đây, phòng thay đồ nha mọi người. Đây, khu vực phòng thay đồ nha mọi người. Rất là đẹp đấy. Rất hiện đại. Hiện thì người ta cũng vẫn chưa làm xong nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang phòng bên phòng thay đồ của đội khác nha mọi người.
Đây là khu vực phòng thay đồ bên kia nha mọi người. Đây là mọi người coi nè, xoài trên đây cũng có máy lạnh nữa đó. Đấy, thì mình vừa rồi mình đã quay cho tất cả mọi người về phòng thay đồ cũng như là các phòng chức năng trong sân vận động nha mọi người. Dự kiến thì cũng có thể là trước ngày 15 tháng 1 người ta cũng sẽ tiến hành bàn giao để chuẩn bị cho V-League năm 2021 khi mà câu lạc bộ Bình Định chuẩn bị đá. Thì sau đây mình sẽ nói cho tất cả mọi người về cái lịch thi đấu giải Tứ Hùng năm 2020. Giải Tứ Hùng năm 2020 sẽ diễn ra tại sân vận động Thống Nhất với sự tham dự của 4 đội bóng V-League năm 2021 gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn và Tân Binh Tốt Bình Lên Bình Định. Thì ở trận đấu đầu tiên ở giải Tứ Hùng thì đội Bình Định sẽ gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29 tháng 12. Tiếp sau đó câu lạc bộ Bình Định sẽ gặp câu lạc bộ bóng đá Hà Nội vào ngày mùng 31 tháng 12 và ngày mùng 2 tháng 1 sẽ gặp câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn. Đấy thì tất cả các trận đấu này sẽ được diễn ra tại sân vận động Thống Nhất và sẽ được truyền trực tiếp trên kênh sóng của đài truyền Thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Và ba trận đó mà câu lạc bộ Bình Định đá sẽ rơi vào khoảng khung giờ 17 giờ. Đấy thì đây là trận đấu nhằm chuẩn bị cho đội hình thử nghiệm đội hình chuẩn bị cho mùa giải V-League năm 2021. Thì chiều nay thì 27 tháng 12 sẽ là trận đấu giao hữu giữa đội tuyển U22 Việt Nam gặp đội tuyển quốc gia Việt Nam diễn ra tại sân vận động Việt Trì tỉnh Phú Thọ. Rồi thì đến đây video clip của mình cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm chú ý theo dõi. Hãy nhấn like, share và đăng ký và ấn nút chuông để cập nhật những video cũng như clip mới nhất của mình nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong clip tiếp theo của mình nha. Thân ái tạm biệt tất cả mọi người.